Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas kiểm soát dải Gaza Palestine vẫn leo thang với những đợt rocket không kích từ hai phía tiếp diễn từng giờ. Cách đó nửa vòng trái đất, Thái Lan, một nơi tưởng chừng như không liên quan gì đến cuộc xung đột, lại chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng do cuộc chiến tranh gây ra. Người Thái là nguồn lao động nước ngoài lớn nhất tại Israel với khoảng 30.000 người. Theo số liệu do chính phủ Israel công bố, có đến 54 người Thái bị nhóm Hamas bắt làm con tin. Đến thời điểm này, Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận 25 công dân nước này đã bị bắt, 39 người thiệt mạng và 19 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát. Chính phủ Thái Lan đang huy động các nỗ lực ngoại giao để giải cứu những con tin người Thái. Ngày 1 tháng 11, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin điện đàm với người đồng cấp Israel, ông Benjamin Netanyahu, nhằm thúc đẩy việc giải cứu con tin Thái Lan đang bị phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza-Palestine giam giữ. Trong cuộc điện đàm, ông Srettha cũng thảo luận với ông Netanyahu về kế hoạch hồi hương của công dân Thái Lan từ Israel. Sau cuộc điện đàm, ông Srettha cho biết đã nhờ ông Netanyahu giúp sắp xếp hồi hương thêm nhiều công dân Thái Lan ở Israel. Thủ tướng Srettha cũng bày tỏ hy vọng chính phủ Israel quan tâm đến người lao động Thái Lan ở Israel vì công dân Thái không tham gia vào xung đột và đã giúp đóng góp cho sự phát triển của Israel. Ông Srettha cho biết, ông Netanyahu nói với tôi rằng ông ấy sẽ thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ tiến triển nào về tình hình con tin. Tôi cũng nói với ông ấy rằng chúng tôi hoan nghênh mọi sự giúp đỡ và tạo điều kiện để con tin được trả tự do và được an toàn. Sau cuộc điện đàm, văn phòng Thủ tướng Israel ra thông báo cho biết ông Netanyahu gửi lời chia buồn tới Thái Lan về sự thiệt mạng của các công dân Thái Lan trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Ông Netanyahu cam kết rằng Israel sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể để cứu các con tin nước ngoài đang trong tay Hamas, bao gồm con tin Thái Lan. Nhà lãnh đạo Israel bày tỏ sự đánh giá cao đối với người lao động Thái Lan ở Israel và nói thêm rằng tất cả những công dân Thái Lan bị thương đang được điều trị y tế tốt nhất. Tại vùng Đông Bắc xa xôi của Thái Lan, bà Wassana Yotamba, một người mẹ có con trai bị nhóm Hamas bắt giữ đang mòn mỏi chờ tin con mình. Bà không biết gì về cuộc chiến tranh ở thánh địa xa xôi, không biết nguyên nhân cuộc chiến hay những bên tham chiến và cũng không biết con trai bà giờ ra sao. Chia sẻ với tờ New York Times, bà Wassana cho biết con trai bà Ananchucha Ankawel, 28 tuổi, cách đây 2 năm đã sang Israel làm công nhân trồng bơ. Trong thời gian này, anh Anucha tích lũy tiền gửi về để gia đình xây một căn nhà mới. Ngày 6 tháng 10, anh Anucha vẫn còn gọi về để cùng bà Wassana chọn gạch lát cho ngôi nhà mới. Nhưng chỉ sau đó một ngày, anh đã nằm trong số các con tin bị nhóm Hamas bắt giữ, bị các chiến binh Hamas chĩa súng vào người trong một video mà nhóm này đăng tải trên mạng xã hội. Bà Wassana nói rằng gia đình vẫn giấu cô con gái 7 tuổi của anh Anucha về việc anh bị bắt. Mọi người nói với cô bé rằng điện thoại của anh bị hỏng nên không thể gọi về nhà, bà Wassana nói. Tại sao họ lại làm tổn thương người Thái? Tại sao họ lại bắt con trai tôi? Chúng tôi không liên quan gì đến cuộc chiến của họ. Đầu tháng 11, bà Wassana nhận được cuộc gọi từ một quan chức địa phương Thái Lan nói rằng bà cần gửi mẫu DNA cho cơ quan chức năng. Bà không biết liệu việc gửi DNA là một thủ tục thu thập thông tin thông thường hay để xác nhận rằng con trai bà đã chết. Vị quan chức gọi cho bà cũng không biết. Bà Wassana nói, tôi đang hy vọng có tin tốt, nhưng tại thời điểm này tôi chỉ cần biết tin về con. Gia đình những người mất tích hoặc được cho là bị Hamas bắt làm con tin cho biết họ nóng ruột chờ tin từ các cơ quan chức năng chính phủ Thái Lan hoặc Israel. Nhiều gia đình nói với tờ The New York Times rằng họ không biết người thân của họ còn sống hay đã chết và cũng không biết làm cách nào để có được thông tin. Vì được coi là nhóm lao động tạm thời, các công nhân Thái Lan thường trú trong các xe chở hàng hoặc container thay vì những ngôi nhà có hầm trú ẩn, chống rocket như những nhóm người khác. Hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt Iron Dome cũng không đủ để bảo vệ những nông trại mà họ đang làm việc khỏi các đợt rocket thường xuyên từ dải Gaza phóng sang. Dù vậy, nhiều người Thái vẫn chọn Israel làm nơi làm việc mà họ muốn đến nhất vì mức lương cao, ít nhất gấp 5 lần so với ở quê nhà. Phần lớn công nhân nông nghiệp Thái Lan làm việc hợp pháp tại Israel.
vào Israel bằng thị thực hợp lệ. Song hiện có đến 7.000 trong số 30.000 người hiện không có giấy tờ hợp pháp do ở lại quá hạn hoặc chuyển lên làm việc mà không báo cho cơ quan chức năng nước sở tại. The New York Times dẫn dữ liệu từ các nhóm lao động. Ông Gonsea Lau, một người dân tộc Hơ Mông sống ở miền Bắc Thái Lan gần biên giới với Myanmar và Lào, đã đến Israel làm việc với mức lương 50 USD một ngày, cao gấp 5 lần so với mức lương ông nhận được từ công việc vận chuyển rau củ khi còn ở Thái Lan. Vợ ông Gong, bà Sundari Sally, cho biết gia đình bà đã lâm vào cảnh nợ nần để kiếm đủ tiền cho ông sang Israel. Theo lời kể của bà, ngày 7 tháng 10, ông Gong đã đăng lên Facebook về tình huống mà ông cho là một vụ tấn công rocket. Bà Sundari khi đó đã dặn chồng là phải giữ an toàn. Tối đó, khi nghe tin Hamas tấn công, bà đã gọi điện cho ông Gong nhưng không có phản hồi. Vài ngày sau, trên mạng xã hội Thái Lan xuất hiện danh sách các nạn nhân, không thấy tên chồng, bà Sundari vẫn lo lắng rằng ông Gong sẽ không được liệt kê trong danh sách người Thái vì không có giấy tờ. Bà Sundari đã liên hệ với trung tâm môi giới cho ông Gong sang Israel. Nhưng trung tâm này cũng không có thông tin. Một tuần sau vụ tấn công của Hamas, một phóng viên của The New York Times đã đưa cho bà Sundari hình ảnh cắt từ đoạn phim về một vụ hành quyết của nhóm Hamas với một người đàn ông. Bà Sundari xác nhận người đàn ông trong ảnh chính là chồng bà. Một công nhân làm việc tại một trang trại Israel, ông Kriyansak Fansuri kể lại rằng, hôm 7 tháng 10 khi ông đang thư giãn trong ngày nghỉ cuối tuần thì nghe thấy những âm thanh giống như rocket trên bầu trời. Sau đó một nhóm những người đàn ông mặc quân phục tiến đến. Ban đầu, ông Kriyansak tưởng họ là những binh sĩ Israel, nhưng sau đó ông nhận ra không phải vậy. Ông Kriyansak cùng những người nông dân khác đã dùng những thùng khoai tây vừa thu hoạch để chặn cửa, ngăn nhóm người trên vào nông trại. Vài giờ sau đó, nhiều chiến binh trở lại và nổ súng. Ông Kriyansak may mắn trốn thoát khi chạy vào một vườn cam gần đó. Ông Kriyansak chia sẻ, "Rocket không làm tôi sợ hãi, nhưng với cuộc tấn công này tôi biết mình không thể ở lại Israel lâu hơn nữa." Ông Kriyansak hiện đã trở về quê ở tỉnh Udon Thani trên chuyến bay hồi hương do chính phủ Thái Lan tổ chức. Hôm 9 tháng 11, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết khoảng 8.500 công dân nước này ở Israel đã về nước từ khi xung đột xảy ra, nhưng khoảng 20.000 người chọn ở lại Israel làm việc bất chấp nguy hiểm vẫn hiện hữu. Dù chính phủ Thái Lan đã cam kết sẽ cung cấp cho mỗi người hồi hương 50.000 baht, tương đương với 1.400 USD, cùng khoản vay lãi suất thấp, nhiều người kiên quyết ở lại vì không muốn phải đền hợp đồng lao động cũng như mất công việc thu nhập cao. Anh Nick, người Thái Lan, 33 tuổi đang làm việc tại một nông trại gần sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel, nói với kênh Channel News Asia rằng anh kiếm được từ 45.000 baht, tương đương 1.200 USD, đến 70.000 baht, tương đương 1.900 USD mỗi tháng với công việc hiện tại, trong khi lúc còn ở Thái Lan, thu nhập của anh là dưới 100.000 baht, tương đương 2.700 USD một năm. Anh Nick cho biết anh chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy từ việc trồng trọt. Dù hiện nay, anh vẫn thường thấy rocket xuất hiện trên bầu trời trong lúc làm việc, nhưng anh sẽ ở lại Israel vì tin rằng nơi ở của anh vẫn an toàn. Và quan trọng hơn hết, anh Nick cho biết anh chỉ mới sang Israel vào tháng 3 năm nay. Nếu về nước, anh sẽ không thể kiếm được công việc mới với thu nhập tốt để lo cho gia đình. Anh Nick chia sẻ, tôi muốn gia đình mình được thoải mái và trả hết nợ nần. Tôi muốn cuộc sống tốt đẹp hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.